Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2024. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trương Minh Trí chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024 nhằm ngày 10, 11 và 12 tháng 9 âm lịch trong 3 ngày này sẽ có rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân cụ Nguyễn như dân hương tưởng niệm, biểu diễn nghệ thuật, tham quan khu di tích lịch sử giàm nhật tảo. Để đảm bảo chương trình diễn ra đúng kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyền Tân Trụ lưu ý các đơn vị tập trung thực hiện tốt các hạng mục, trong đó đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ, tạo một điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến tham dự và dân hương.